nỗ lực tiến hành các cuộc tấn công trong và xung quanh các thị trấn và thành phố đổ nát ở miền đông Ukraine, Kiev đã chuyển sang các vị trí phòng thủ ở phía nam. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết, các lực lượng Nga đã xây dựng một số hệ thống công trình phòng thủ quân sự quy mô chưa từng thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới trong nhiều thập kỷ, không chỉ gần tiền tuyến mà còn cả các khu vực sâu bên trong mà Nga hiện đang kiểm soát. Với hệ thống phòng không của Ukraine và là nỗ lực của Moscow nhằm xác định vị trí của các hệ thống này trước cuộc phản công của Kiev. Giữa bối cảnh ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc phản công của Ukraine sắp bắt đầu, Kiev và Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng của nhau. Trong khi Nga tăng cường các vị trí phòng thủ và tuyên bố phá hủy một chuyến tàu chở tới 200 tấn đạn dược của Ukraine, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thông báo quân đội nước này đã sắp hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để tiến hành cuộc tấn công được dự đoán từ lâu. Theo đó, các chỉ huy sẽ quyết định nơi nào, khi nào và bằng cách nào cuộc phản công diễn ra. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 1 tháng 5, Moscow đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp quân sự Ukraine, làm gián đoạn việc sản xuất vũ khí và đạn dược của nước này. Cuộc không kích ngày 1 tháng 5 của Nga ở Ukraine đánh dấu cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai chỉ trong 4 ngày sau cuộc tấn công ngày 28 tháng 4 của Nga nhằm vào thành phố Uman. Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa được phóng từ trên không và trên biển nhằm vào tổ hợp quân sự, công nghiệp của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời cho biết tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng. Những cuộc tấn công trên là các cuộc không kích chính xác trên quy mô lớn đầu tiên của Nga ở Ukraine trong nhiều tuần qua.